Máy may Nguyễn Dung hướng dẫn sử dụng máy may Trendy Special. Đây là dòng máy may có thể vừa may, thêu, thêu hình, thêu chữ, giả bắt sổ, làm khuy, chạy trang trí các kiểu ha. Máy được định được lập trình bằng những cái tấm thẻ như vậy nè. Thì khi mình để cái tấm thẻ vào ở trong cái màn hình thẻ này thì máy nó sẽ được chạy những cái mẫu mà mình chọn. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn ha. Đầu tiên là cái máy này nó là máy nội địa Nhật cho nên nó sẽ sử dụng điện 110V. Thì mọi người lưu ý là sẽ cắm máy, cắm cái dây của máy nè. Dây kết nối của máy được rút ra giống như nồi cơm điện. Mình sẽ cắm máy vào biến thế điện 110V. Sau đó mình sẽ cắm cái biến thế điện 110V vào cái nguồn 220V nhà mình. Mọi người lưu ý ha, nếu mà mình cắm trực tiếp cái dây màu đen này vào cái biến vào cái nguồn điện nhà mình là máy nó sẽ bị cháy máy, cháy mạch nha. Cho nên là mọi người lưu ý giùm mình vấn đề đó là rất là quan trọng ha. Rồi bước thứ hai là mình sẽ đánh suốt chỉ. Đánh suốt chỉ rất là đơn giản nè. Cái cuộn chỉ mình sẽ để ở đây, cái màu đen này là để mình chặn cái cuộn chỉ lại đó, cho cuộn chỉ nó khỏi tuột ra nè. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn lên tấm hình này các bước này 1, 2, 3 đúng không ạ? Và suốt nó sẽ quay theo chiều này. Rồi bây giờ mình sẽ nè, cái cọng chỉ ở đây mình sẽ móc vào đây, xong nó móc vào cái đồng tiền giống như trên hình này nè. Đó, mình móc vào cái đồng tiền. Rồi, xong đó mình kéo tới cái suốt để ở đây, mình sẽ quấn chỉ vài vòng theo hướng kim đồng hồ. Vài vòng ha. Bước tiếp theo là mình sẽ bật cái này, bật cái cần này qua bên phải. Sau đó mình nhấn nút khởi động máy. Nút khởi động máy là cái nút tròn ở cuối cùng này. Thì mình khi mình nhấn thì suốt nó sẽ đang quay và chỉ nó sẽ được quấn vào suốt. Khi mà nhu cầu suốt đầy rồi thì mình sẽ tắt máy, nhấn nút khởi động máy tắt máy luôn. Sau đó mình gạt nó qua bên trái, lấy suốt ra và bỏ vào cái ổ thuyền. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn gắn chỉ ổ thuyền luôn nha. Gắn chỉ ổ thuyền thì nó sẽ như vậy. Gắn chỉ ổ thuyền thì cái suốt khi mà mình được mình đánh chỉ xong thì mình sẽ gỡ ra và mình bỏ vào trong cái ổ thuyền. Tay phải cầm cái suốt, tay trái cầm cọng chỉ và mình bỏ vào. Ở đây ngay cái vị trí này nó sẽ có một cái khe ha. Một cái khe đây. Mình sẽ quay cận cảnh lại cho mọi người xem ha. Ngay đây là nó có một cái khe. Đây ạ, cái khe. Thì mình sẽ vắt cái cọng chỉ vào cái khe đó ha. Và tới đây mình khoan hãy đóng cái nắp lại nha. Tiếp đó mình sẽ xỏ chỉ nha. Xỏ chỉ theo các bước của mũi tên này. Mình thấy 1, 2, 3, 4. Rồi, mình sẽ xỏ nè. Cái cuộn chỉ để đây, xỏ theo hướng mũi tên 1. Rồi, đi dọc cái khe này tới 2. Rồi, đi thẳng xuống đây tới 3. Rồi đi kéo lên dọc cái khe chính giữa tới 4. 4 là mình sẽ móc vòng như vậy ha. Rồi tới xuống tới đây là 5. 5 thì mình sẽ móc vào đây. Nè mọi người thấy hướng dẫn không ạ? Rồi tới 6 là mình sẽ móc trên cái trụ kim. Đây là số 6. Sau đó mình sẽ dùng cần xỏ chỉ tự động để xỏ chỉ vào. Cần xỏ chỉ tự động thì trên kênh Máy May Nguyễn Dung đã có một cái video hướng dẫn xỏ chỉ tự động ha. Đây. Khi mà mình móc chỉ vào thì chỉ nó sẽ tự động lôi cái cọng chỉ phía sau lỗ kim để mình không phải lọ mọ xỏ kim. Bước tiếp theo mình sẽ xoay trục vô lăng. Xoay trục vô lăng là cái trục tròn tròn ở phía bên trái này đây. Rồi, tay phải mình sẽ xoay trục vô lăng, tay trái mình cầm cái cọng chỉ trên. Tay trái cầm cọng chỉ trên này. Xoay trục vô lăng về hướng người mình khoảng 2 vòng thì cọng chỉ trên nó sẽ câu cái cọng chỉ dưới lên. Đây được gọi là bước câu chỉ nha. Rồi, khi mà câu xong rồi thì mình sẽ để vào, đẩy cái nắp ổ thuyền vào và để vải vào và may thôi. Rồi đây là cái vải nha. Mình để vải vào và may đây. Rồi bây giờ mình sẽ may nè. Đó, lại mũi nè. Nhấn nút này thì máy nó sẽ may lùi nha. Rồi còn cái nút này là để mình nâng dỡ kim, gọi là nút nâng dỡ kim. Mình bấm một cái thì kim sẽ đâm xuống vải, mình bấm thêm cái nữa kim nó sẽ dỡ lên, bấm cái nữa kim đâm xuống vải ha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cái bỏ thẻ vào. Ở đây nó có một cái nút nè, mình bấm một cái thì cái nắp này nó sẽ gỡ ra, mở ra và mình sẽ lấy cái thẻ cũ ra. Đây là một cái thẻ ha.
ở trong cái bộ hộ phụ kiện của mình, mình có tới ba cái thẻ ở đây, thẻ nó ở vị trí này ha, thì mình muốn may cái thẻ nào thì sẽ may cái thẻ đó. Khi mà mình mua máy thì được sẽ được tặng kèm bộ phụ kiện zin chuẩn xịn như vậy ha, rồi bao gồm có cả dầu máy, kim may, cây dứt chỉ, vân vân và vân vân ha, bộ phụ, bộ chân vịt zin của nó luôn. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái thẻ vào, nếu mà mình muốn may các cái mẫu ở mặt nào thì mình sẽ gắn mặt đó nha. Đó, cái này rất là dễ thương ha. Rồi mình gắn vào nè, gắn vào rồi để vào và sau đó mình đẩy vào nè, nghe cái beep là được nha. Rồi ở trên màn hình đây, là trên màn hình nó đang hiển thị cái mẫu mà mình muốn may. Rồi đây, khi mà mình nhấn này, mình nhấn số này 00 là màn hình nó đang hiển thị chữ 00. Do cái ánh sáng flat á, nên là mình sẽ khó nhìn thấy cái màn hình, thấy không ạ? Mọi người thấy không ạ? Rồi ở đây mình có một cái nút để mình điều chỉnh cái độ sáng màn hình nha. Mình có thể điều chỉnh nó sáng hơn hoặc tối hơn đó. Rồi tiếp theo là mình muốn lựa chọn cái mẫu nào, ví dụ 01 thì nó sẽ may mẫu 01 này. 01 là máy đường thẳng nha. Rồi 05, 04, rồi 05 là làm khuy thì nó phải có những cái thao tác riêng. Rồi đó 04 nha. Đó 04 là máy đang chạy mẫu 04 ạ. Rồi nha. Bên này nó sẽ có những cái nút nè. Nút này là để điều chỉnh lỏng chặt của đường may, tức là cái đường may nó bị chặt hay là nó bị lỏng đường chỉ, đường may trên nha, thì mình để điều chỉnh ở đây, nút bên này là sẽ nới lỏng ra, nút bên này sẽ chặt lại. Rồi to bản dứt dắt, hai cái nút này điều chỉnh to bản dứt dắt. Khi mà mình bấm cái nút này thì cái to bản dứt dắt nó sẽ là lớn dần nha, còn bên này thì nhỏ dần. Mình thấy cái chỉ số ở trên này, trên màn hình nó sẽ thay đổi 4.5 này mọi người, 4.5. Bây giờ mình xuống cái là 4.0, mọi người thấy không ạ? Hơi mờ, mọi người thông cảm ha, tại vì nó cái điện thoại đèn led đó, nó lên cái màn hình nữa nên nó không thấy, ở ngoài thì mình thấy rất là rõ nha. Rồi cái nút này là để điều chỉnh thưa dày, khi mình nhấn cái nút này nè thì cái con số hiển thị trên màn hình nó sẽ tăng dần. Ví dụ đây là 4.0 nha, mình nhấn cái nữa nó là 4.5, 4.0 là hết cỡ rồi đó, thì nó sẽ nằm ở mức độ này ha. Rồi đó, khi mà mình chạy các cái mẫu mà chữ cái á, các cái mẫu chữ cái ABCD đấy, mà mẫu chữ cái tiếng Anh và mẫu chữ cái tiếng Nhật, mà mình muốn một dãy chữ số luôn á, thì mình sẽ dùng cái nút nhớ và xóa. Ví dụ ha, bây giờ mình muốn mình muốn là may cái mình muốn theo cái chữ là chữ Dung đi ha. Bây giờ mình muốn theo chữ Dung nha, theo chữ Dung nha, mình sẽ lấy cái thẻ có chữ này ra, rồi mình gắn vào ở trong, mình gắn vào rồi nha. Bây giờ mình sẽ lựa chữ Dung nè. Dung thì có n, Dung thì có giờ 21. Rồi bây giờ nè, mình sẽ bấm chữ này 21, sau đó mình nhớ ở cái, rồi chữ U là 38, nhớ ở cái, chữ N là 31, nhớ ở cái, rồi chữ G là 24, mình nhớ ở cái nữa. Rồi đó, bây giờ nó là đang là hiện màn hình đang hiển thị chữ Dung lên rồi đó nha. Rồi bây giờ mình sẽ bấm nè. Mình máy sẽ đang thiêu cái chữ ha. Giờ ung ngờ ung ha. Giờ ung dung. Rồi cái ánh sáng nó không có được sáng lắm cho nên mọi người nhìn không rõ đúng không? Rồi nó thiêu xong thì nó sẽ tự dừng lại, thiêu xong bốn cái chữ đó nó sẽ dừng lại. Đây mọi người thấy không? Thấy chữ Dung không? Đó, thấy chữ Dung không? Rồi, cái do là các cái nét kéo liền á, nó đang dính vào nhau, khi mà ấy thì mình sẽ lấy kéo mình cắt nha, mình cắt cái giữa cái nét liền giữa các chữ nha. Đó thì nó đơn giản như vậy ha. Rồi ở đây mình có thêm một cái nút nhanh chậm nè. Cái nút nhanh chậm này thì mình sẽ tăng cái tốc độ máy hoặc là giảm tốc độ máy nha, gạt của bên phải là tăng. Rồi ở bên hông này nè thì mình có một cái
cái dao cắt chỉ nha, mình kéo ra đây mình cắt nè. Rồi cái này là để cần xỏ chỉ tự động nha, khi mà mình kéo xuống thì cái cần xỏ chỉ nó sẽ đang xỏ, rồi nó sẽ đang móc vào nha. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh. Nếu mọi người có thắc mắc gì thêm thì có thể liên hệ qua số điện thoại ở bên dưới và số hotline của máy may Nguyễn Dung nha. Rồi cảm ơn tất cả mọi người.